Có lẽ ngay cả những người center chỉ đơn giản là đi theo một lộ trình được các dân tộc tiền sử tạo ra. Có phải vì, như một số người tin rằng, người cổ đại nhạy cảm hơn với các kênh năng lượng tự nhiên của trái đất? Hay tuyến đường phản chiếu giải ngân hà, như nhà giả kim thuật nổi tiếng người Pháp Fulcanelli tin rằng, con đường của các vị thần chỉ những người được chọn mới có thể tiếp cận? Nhà thờ Hồi giáo Masjid al-Haram. Masjid al-Haram, nhà thờ Hồi giáo ở Mecca, đã trở thành nhà thờ thiêng liêng nhất của Hồi giáo trong hơn 1.000 năm. Đó là bởi vì nó là nhà của Kaaba, một tòa nhà granite hình khối được dựng lên bởi Abraham và con trai ông Ismail hàng ngàn năm trước đây. Phần hấp dẫn nhất của Kaaba được gọi là đá đen, được xây dựng ở góc phía đông. Người Hồi giáo tin rằng một thiên thần đã tiết lộ tảng đá cho Abraham và Ismail để cung cấp cho họ vị trí chính xác để xây dựng Kaaba. Đây chỉ là một câu chuyện huyền ảo hay là có một số sự thật về nó, vì nguồn gốc chính xác của Kaaba không rõ, không thể nói chính xác khi nào nó được xây dựng. Điều chắc chắn là một ngôi đền ngoại giáo tồn tại trong khu vực bây giờ là Mecca trước khi sự nổi dậy của Hồi giáo và đã là một địa điểm hành hương trong nhiều thế kỷ. Và đá đen là gì? Nó có thể là một thiên thạch rơi xuống trái đất chính xác tại chỗ này như nhiều người tin thế. Nếu đúng là như vậy, hòn đá sẽ thực sự là một dấu hiệu từ thiên thượng, từ đó có thể đã thiết lập truyền thống hành hương đến địa điểm này. Tại một số thời điểm trong quá khứ, tảng đá đã vỡ thành một số mảnh và bây giờ được ghép lại với nhau bằng một khung bạc gắn chặt vào Kaaba. Tuy nhiên, mặc dù người Hồi giáo có thể nhìn và chạm vào nó, song không thể kiểm tra tảng đá đen một cách khoa học vì nó gắn liền với Kaaba. Đây là một lý do khiến bản chất và nguồn gốc của tảng đá tiếp tục là nguyên nhân của nhiều cuộc tranh luận. Một số giả thuyết tin rằng nó là một loại đá quý hoặc thủy tinh núi lửa như obsidian. Một số người Hồi giáo tin rằng hòn đá này có trước cả Abraham và rơi xuống từ bầu trời vào thời điểm của Adam và Eva. Người ta cũng nói rằng vào thời điểm đó tảng đá không phải là màu đen mà là màu trắng. Nhà thờ Saint Vitus. Thành phố Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc ngày nay, là một nơi của những phép thuật, những điều bí ẩn và những sự kiện trọng đại. Vào năm 1344, nền đá của nhà thờ Gothic Saint Vitus đã được chính nhà vua khởi công, cũng như các ngôi mộ của các vị vua xứ Bohemia và hoàng đế La Mã. Thánh đường này có chứa các dấu tích của ba vị thánh. Do đó, một cách tự nhiên, chiêm tinh học và giả kim thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhà thờ. Một số truyền thuyết đã được tiết lộ bởi nhà giả kim người Pháp đầu thế kỷ 20, Fulcanelli. Trong các cuốn sách của mình, ông đã cho thấy rằng các nhà thờ được mã hóa với những bí mật của giả kim thuật. Những bí mật này chỉ được biết rõ bởi những người khởi xướng, nhưng chắc chắn rằng nhà thờ Saint Vitus là một phần của kế hoạch lớn liên quan đến kiến thức được truyền qua nhiều thế kỷ. Để có cái nhìn sâu sắc hơn, chúng ta phải quay ngược thời gian đến thế kỷ 11, khi một nhà thờ La Mã được xây dựng trên vị trí của thánh đường tương lai. Không lâu sau đó, hai tòa nhà được xây dựng trên bờ đối diện của sông Vitava. Chúng cùng nhau tạo thành một đường thẳng bắt đầu từ Saint Vitus và tiếp tục qua Holy Cross và đến Saint Longin. Điều này không phải là quá bất thường, nhưng các nhà thờ La Mã ở Praha theo một mô hình còn phức tạp hơn. Đường thẳng này tiếp tục chạy ngang qua châu Âu và kết thúc ở Jerusalem. Để tính toán góc phương vị chính xác, ngoài những kiến thức khác, còn cần hiểu rằng trái đất không bằng phẳng. Nhiều tri thức về thiên văn học Hy Lạp
bị thất lạc đối với các Kitô hữu nhưng lại phát triển mạnh mẽ ở các học giả Hồi giáo, những người đã cải tiến các dụng cụ thiên văn và tin vào một trái đất hình cầu đang chuyển động. Có khả năng là kiến thức và sự thành thạo về thiên văn học này có thể đã được mang đến Praha trước cả cuộc thập tự chinh. Thị trấn Ba An Bách. Người ta biết rất ít về Ba Bách trước khi Alexander Đại Đế chinh phục nó cùng với phần còn lại của Syria cổ đại. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng khu vực này đã có người sinh sống từ khoảng 8.000 năm trước công nguyên. Ba An Bách là một cái tên theo tiếng Phoenici. Ba An là thần của các vị thần và Bách là cánh đồng BK. Người Hy Lạp cổ đại gọi nó là Heliopolis, nghĩa là thành phố mặt trời. Địa điểm thú vị nhất có lẽ là ngôi đền Jupiter ấn tượng, nhưng không phải là vì 6 cây cột cuối cùng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, hoặc vì những khối đá khổng lồ trên đỉnh các cột này nặng tới 60 tấn. Điều thực sự đáng kinh ngạc là những viên đá này trở nên nhỏ bé trước những khối đá được sử dụng để xây dựng nền móng, lớn hơn gấp 10 lần, ước tính rằng 3 tảng đá nguyên khối được sử dụng để xây dựng nền móng nặng tới 800 tấn. Nhưng ai đã xây dựng nền móng này? Một số người cho rằng nó tồn tại trước thời La Mã. Những người khác tin rằng nó không thể được xây dựng bởi bàn tay con người. Một lý thuyết nổi tiếng cho rằng đó là một bãi hạ cánh cho các phi thuyền không gian ngoài hành tinh. Cũng có người gắn nó với vua Solomon và các nhân vật kinh thánh khác. Trong một mỏ đá La Mã, không xa các ngôi đền, có hai khối đá với kích thước tương tự như những khối được sử dụng cho nền móng này. Và một năm trước, các nhà khảo cổ mới khám phá ra khối đá lớn nhất trong số chúng. Họ tin rằng điều này chứng minh rằng nền móng này cũng được xây dựng bởi người La Mã. Nhưng tại sao? Và làm thế nào? Và tại sao không có ngôi đền La Mã nào khác sử dụng những khối khổng lồ như vậy? Thành phố Teotihuacan. Teotihuacan, nơi sinh của các vị thần. Đây là cái tên người Aztec đặt cho thành phố rộng lớn này khi họ phát hiện ra nó. Các nhà khảo cổ học tin rằng vào khoảng thế kỷ thứ 5, nó là trung tâm của một nền văn hóa hùng mạnh và là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Vùng này có hàng chục kim tự tháp, có thể sánh với những kim tự tháp lớn nhất ở Ai Cập. Hàng chục kim tự tháp và nền móng khác, ban đầu có các đền thờ ở bên trên, được xây dựng ở hai bên đại lộ tử thần ở trung tâm. Nhưng ai cai trị thành phố này? Và làm thế nào họ có thể giữ vững quyền lực? Thành phố không có công sự và số lượng thức ăn cần cho cư dân của nó phải là khổng lồ như chính các tòa nhà. Những người cai trị có quyền hạn đặc biệt để giữ người khác ở lại trong nhiều thế kỷ không? Thật không may là nền văn hóa cổ xưa này không để lại một văn bản nào. Tuy nhiên, gần đây đã có một số phát hiện đáng kinh ngạc trong đền thờ Feather Serpent, kim tự tháp lớn thứ 3 ở Teotihuacan. Một đường hầm sâu dưới mặt đất dẫn vào một buồng bên dưới ngôi đền. Gần đây, một robot điều khiển từ xa phát hiện ra hàng trăm quả cầu vàng bí ẩn được làm bằng đất sét. Và vào năm 2015, các nhà khảo cổ đã hoàn toàn bối rối khi họ tìm thấy một lượng lớn thủy ngân lỏng. Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu tầm quan trọng của những kiểu đường hầm này. Giả thuyết mà chúng ta có là những phòng này có thể chứa di hài của những người quan trọng. Đền Borobudur.
Borobudur nằm trên một đường thẳng nối hai ngôi đền khác được xây dựng trên đồng bằng này trong cùng thời kỳ. Java kể rằng đảo Java đã từng trôi nổi tự do trên đại dương. Các vị thần nhổ bật một trong những đỉnh núi bao quanh ngọn núi vũ trụ Meru và đưa nó đến Java để gắn chặt hòn đảo đến trung tâm của trái đất. Một phần của đỉnh núi này được gọi là móng tay của thế giới. Có thể được nhìn thấy trên đồng bằng linh thiêng chỉ cách Borobudur vài cây số và nó rất gần với trung tâm địa lý của hòn đảo. Nhà thờ mộ thánh. Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên một ngọn đồi gọi là Calvary hoặc Golgotha, nghĩa là núi sọ, và được chôn cất trong một ngôi mộ gần đó trong cùng ngày. Hôm nay, cả hai địa điểm đều nằm trong nhà thờ mộ thánh, được xây dựng trên nền đất thiêng liêng trong thế kỷ thứ tư, khi ngôi mộ được cho là đã được tìm thấy, cùng với phần còn lại của thập tự giá mà Chúa Giêsu bị đóng đinh. Mặc dù nhà thờ đã trải qua nhiều cải tạo và tái thiết, nhưng nó vẫn là một trong những nhà thờ Thiên Chúa Giáo lâu đời nhất còn hoạt động ngày nay. Tuy nhiên, có hai địa điểm khác ở Jerusalem là nơi chôn cất Chúa Giêsu. Một địa điểm là khu lăng mộ vườn, được khai quật vào thế kỷ 19. Sau đó, gần đây hơn, vào cuối thế kỷ 20, một ngôi mộ với những chiếc bình đựng hài cốt đã được tìm thấy ở đông Tanpiot, vùng lân cận đông Jerusalem. Chữ khắc có thể được dịch, đề cập đến lăng mộ gia đình của Chúa Giêsu. Nhưng nhà thờ mộ thánh có một thứ mà những nơi khác không có: lửa thánh. Theo truyền thống chính thống giáo, hàng năm vào ngày trước lễ phục sinh, một phép lạ diễn ra tại lăng mộ của Chúa Giêsu Kitô. Một ánh sáng màu xanh bí ẩn chiếu lên từ nơi ngài nằm sau khi chết, và từ ánh sáng này, những cây nến được thắp sáng. Mặc dù phép lạ này thường bị chất vấn, thậm chí bị chế nhạo và chưa được xác minh một cách khoa học, hàng năm vẫn có nhiều người đến chứng kiến sự kiện này. Nếu điều đó thực sự đúng, tất cả các câu hỏi liên quan đến địa điểm chôn cất của Chúa Giêsu chắc chắn sẽ được giải quyết một lần và mãi mãi. Chúng ta đã đến thăm các di tích được xây dựng bởi những nền văn minh bị lãng quên và những nơi mà truyền thuyết cổ vẫn còn tồn tại. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng khám phá những bí mật của chúng. Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn còn hạn chế, bất chấp các công cụ thăm dò hiện đại. Liệu chúng ta có thực sự hiểu chúng hay không?